Trước khi bắt đầu video, tôi muốn hỏi các bạn điều gì khiến các bạn trầm cảm nhất? Đi làm kiếm tiền, áp lực về kinh tế, hay là tình yêu không như mong đợi? Tôi biết mỗi người đều có những thứ khiến chúng ta trở nên trầm cảm, nhiều lúc muốn có người tâm sự. Vậy các bạn có biết điều gì khiến tôi trầm cảm không? Bị nói bù phêm bẩn, tạo content rác ư? Tôi thì thấy mấy cái đấy bình thường, chả đáng bận tâm. Điều khiến tôi trầm cảm chắc chắn là idol Lý Vũ. Đến nay tôi kể mọi người về câu chuyện của tôi. Và lý do gì tôi lại dí idol Lý Vũ, chắc nhiều người thắc mắc. Như các bạn đã biết ở những tập trước, idol của chúng ta là người như thế nào? Vậy tại sao tôi lại dí idol? Lý do cũng đơn giản thôi, không muốn nhìn thấy những ai phải bất lực kiếm bạn ấy để đòi nợ. Không phải việc của tôi, sao tôi lại xen vô ư? Các bạn nghĩ tôi sao cũng được. Vậy để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện ngày hôm nay. Coi như tập này tôi tâm sự cùng các bạn. Chắc đa số người đang xem đều trong giới cốt đúng không? Mình cũng vậy, cũng là một người mới vô giới. Trước đây idol bán lại bộ đồ hầu gái trong trang cá nhân. Mình nhắn tin muốn mua cái bộ đấy. Giao dịch thành công, Lý Vũ bảo đồ chắc vừa với mình. Mình có báo chiều cao cân nặng cho em ấy rồi. Mình qua trọ của em ấy lấy đồ và về mặc thử thì đồ không vừa. Mình có đem qua trả lại và em ấy cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng em ấy lại bảo vay tiền đấy để trả tiền sinh hoạt. Mình cũng đồng ý với yêu cầu. Đó là cách mình gặp và quen Lý Vũ. Xong rồi mấy hôm sau là đến vụ của em Ngọc Chiến. Em ấy có thêm mình vô nhóm chat tên anti Ngọc Chiến. Rồi nghe câu chuyện mọi người kể sự việc. Xong rồi chiều em ấy nhờ mình giúp like qua nhà em Ngọc Chiến ở Cẩm Phả. Khi biết được sự việc qua lời em cùng mọi người kể, mình cũng vui vẻ đồng ý like em qua Cẩm Phả. Chiều like qua đi được nửa đường thì có người nhắn bố mẹ Ngọc Chiến không có nhà. Để tối qua, dọc đường đi em có kể là mấy hôm em không ăn gì. Nghĩ cũng tội tôi mời em ấy đi ăn bát bún. Em còn kể hoàn cảnh của em. Người yêu cũ nợ bố em 2 triệu mãi không có tiền trả. Vì yêu anh ấy mà em bỏ nhà đi em theo anh ta xuống Hạ Long này. Rồi anh ta bỏ em mà em còn phải đi phá thai. Bây giờ em ấy muốn giải quyết xong vụ thằng Chiến. Em bay vô Sài Gòn tham gia nhóm dancer. Tôi không biết mấy ông nghĩ sao, nhưng quả thực nghe câu chuyện ấy có chút đau lòng. Nghĩ hoàn cảnh em ấy thật đáng thương. Vậy là thêm lý do để tôi giúp. Rồi tối em ấy lại gọi tôi qua đón. Lần này thì qua để em ấy cùng Lumi nói chuyện với bố mẹ của em Ngọc Chiến. Bảo Chiến xin lỗi mọi người. Trên đường đi về cũng biết thêm được ít thông tin về em Ngọc Chiến từ Lumi. Tình cờ biết em Lý Vũ chơi với cô em mình mới quen tên Vi Văn Đỗ. Nói em chưa gặp người nào tốt như hai anh, giúp đỡ em nhiều đến vậy. Và về sau hai thằng mới biết bị em lừa. Xong cả nhóm về Hạ Long ăn sữa chua. Mỗi tôi mang tiền mặt nên thanh toán cho mọi người. Hai người kia bảo trả tiền thì tôi nghĩ chắc người quen của Lý Vũ nên biết phương thức liên lạc với nhau. Thế là tôi bảo bán cho Ly. Có gì Ly chuyển lại cho tôi. Khi hai người kia trả tiền thì Ly xin luôn tiền đấy. Bảo em thiếu tiền ăn. Thế là tôi cũng cho, vì chả đáng bao nhiêu. Thấy nhờ được tôi, Ly lại bắt đầu nhờ tiếp. Từ like em ấy sang tận nhà em Linh ở Cẩm Phả để thuê đồ, hay là đón em ấy đi làm về, tôi cũng vui vẻ giúp. Đến cả đi lấy đồ, em ấy đói cũng mua bún cho ăn, nói thật chứ cũng chẳng đáng là bao. Rồi em bảo em thất tình muốn đi nhậu đêm, cũng chở em ấy đi nhậu. Thành ra mấy anh em thân thiết lúc nào không hay. Cơ mà tôi cảm thấy sai sai, cảm giác như bản thân bị lợi dụng, vậy là tìm nhiều lý do để chối không giúp nữa. Cụ thể là cả ba thằng không giúp luôn. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, giúp đến thế thôi. Nam béo không giúp này, tôi thì đã nghèo tiền tài khoản sẵn. Hú anh Vi thì anh ấy cũng không nốt, xua tay luôn. Nghĩ lại ba thằng chơi với nhau là nhờ em Lý Vũ, kể cũng hài hước thật. Cơ mà vẫn vì nhỏ Lý Vũ mà nhiều lúc vẫn chí chè với nhau. Đặt đủ biệt danh cho nhau, nào là nhóc sim lỏ, còn đĩ lợn, thằng biến thái. Cơ mà không giúp em ấy nữa tưởng là xong, ai ngờ em ấy nói xấu tôi với bạn bè em ấy, và tôi biết được. Để thêm phần uy tín thì em ấy phốt cả nam béo luôn. Tóm tắt sơ qua thì em ấy nói tôi có khác gì thằng biến thái đâu. Đi nói xấu với bạn là tôi đi chung xe với em ấy và tay cứ sờ đùi. Lúc phốt thì lại viết là vỗ đùi. Đó em còn chỉ ra cái chỗ mà tôi vỗ vào đó. Rồi còn viết thêm là tôi sán lại ôm nữa. Còn gì em bịa ra nữa đi chứ. Nam béo thì còn thảm hơn. Bị em ấy nói không ra cái gì. Này thì đi kể chuyện tình của em ấy ra. Sau khi chửi nhau chán chê em ấy cũng lên bài xin lỗi cho hai thằng. Nhưng mà vẫn không minh oan cho tôi. Lên bài xin lỗi được mấy tiếng lại xóa. Thôi thì không liên quan đến Lý Vũ nữa cho đỡ lằng nhằng. Cơ mà thằng em Vi lại vướng vụ cho Lý Vũ ở nhờ. Hôm nào cũng nghe thằng em than ở bận rồi bừa bộn. Nuôi mèo còn chả chịu dọn. Xong kêu đói vì nuôi thêm. Miệng ăn, nghĩ thương thằng em. Mấy bữa cũng giang cơm mang qua. Hôm thì sang đi chợ nấu cơm luôn. Bảo đuổi Lý Vũ ra khỏi nhà đi thì em thấy tội nghiệp cho nó lắm anh ạ. Được mấy bữa lại lòi ra vụ ở bận làm hỏng đồ. Đúng là vẫn chứng nào tật ấy mà. Lại phải vào giải quyết. Tại vì lúc đấy nó vẫn ở nhà Vi, mãi về sau mới đuổi được em ấy. Quý vị có thắc mắc là tôi từng dí Lý Vũ chưa à? Thì trước tôi cũng có dí ấy. Cơ mà không phải kiểu đăng công khai trên trang cá nhân như bây giờ. Tôi tạo một cái tài khoản phụ để tên ngẫu hứng, nhà thơ đi Xater. Nói thật luôn là vu vơ nghĩ ra cái tên dở hơi này. Sau đó có bài phốt nào của Lý Vũ, tôi gọi mọi người vô hóng.
Xong rồi Ly Vũ phát hiện ra cây trà, sao lúc ấy mình lại lấy tên cái xe máy của mình để đặt tên cho tài khoản phở bò nhỉ? À thì tôi dại dột, xong là Ly nhờ người yêu gọi ba anh bò phổ nhắn tin hỏi thăm, bảo tôi đi đường cẩn thận. Thế là tôi nhờ người viết bài phốt này gửi lên The Drama Cosplay Confession. Nói thật là tôi cũng không biết viết phốt hay làm cách nào để gửi. Rồi tôi vẫn vào bài này bình luận và gọi mọi người vô xem. Xong rồi mới có kèo đi uống cà phê cùng Ly Vũ, tôi thì đi đòi nợ hộ em mình vì thằng bé cũng nhát. Ly Vũ nói việc trả liên quan đến tôi, mà lý sự cũng cùn, nhờ người yêu gọi mấy anh bao phố đến bênh. Trả lại em mình, thì mình lại không được giúp. Vậy là hai bên cứ thế chửi nhau, tôi thì nói chuyện với mấy anh bao phố, còn Ly Vũ nói chuyện cùng mấy người trước làm chung chỗ công viên rồng. Hai bên cũng lời qua tiếng lại, Ly Vũ nói như thế em ấy là nạn nhân, và tôi không có quyền xía vô chuyện của em ấy, đúng thật là tiêu chuẩn kép. Cuối cùng là hai bên đi đến hướng giải quyết là Ly Vũ phải trả nợ cho Vi Văn Đỗ, không thì tôi dí tiếp. Và từ đó tôi không dí Ly Vũ nữa, cơ mà đến một ngày. Đó là lúc Tem Manga thành lập, và tôi cũng ở trong team đấy. Được bạn bè tin tưởng, tôi được giao nhiệm vụ quản lý trang phở bò của Tem. Và người quản lý trang TikTok là người khác tên Dương Anh. Tất nhiên là một nhóm, ai cũng đảm nhiệm một việc riêng. Như trên phở bò thì tôi đăng meme, đăng hình ảnh quảng cáo sản phẩm. Còn bên TikTok thì bạn tôi đi kiếm những bạn cosplay, livestream quảng cáo, tạo giỏ hàng, bán được đơn thì chia hoa hồng. Kiếm tiền nên là việc bên nào bên ấy làm, bạn tôi mời được ai livestream quảng cáo sản phẩm thì mời báo cho nhóm. Xong rồi chúng tôi mới vào xem cái live đấy, tương tác cùng bạn idol, tất nhiên là mời rất nhiều và có mấy bạn nhận. Đến một hôm đẹp trời thì mời chúng idol Ly Vũ, nếu Ly Vũ từ chối thì không nói làm gì. Nhưng em ấy lại chụp màn hình, đăng phở bò với dòng chữ khá mất vệ sinh. Theo các bạn thấy như vậy đã gọi là đạp chén cơm của người khác chưa? Sản phẩm bên mình tự sản xuất, chất lượng như nào mình biết. Chính bản thân mình còn sử dụng sản phẩm nhóm mình làm ra. Rồi em ấy nói cả nhóm tôi là bọn dở người, làm thế tưởng mình hay, nói tôi là bo bám đuôi khiến mấy em hầu gái ở lễ hội bên Hải Phòng phải sợ. Cái này thì tôi phủ nhận nha. Ai hôm ấy gặp Tangizo đi tặng tranh dán tường cho mọi người sẽ rõ. Và từ đó tôi chính thức thua em ấy luôn chứ không phải bình thường nữa. Đó nên chắc ai biết tôi lâu rồi thì tôi cũng dí Ly Vũ cũng kha khá vụ, chửi nhau chán chê trên phở bò, chứ không phải bây giờ mới hùa vào bú cái phim bận này. Cơ mà nói hoài nói mãi cũng nhạt. Chán chả buồn nói cho đến cuối năm, lúc mọi người đăng bài kiếm Ly Vũ đòi nợ, mấy bạn lại nhắc tôi trong bình luận của bài viết đấy. À thì tôi cũng chỉ vào mách nước cách để đòi nợ Ly Vũ, cũng đòi được ít. Nếu cứ sòng phẳng trả nợ cho người ta thì không sao, nhưng em ấy không làm vậy, em viết bài chửi cả cộng đồng luôn, và trong đó em dành riêng một đoạn thân gửi cho tôi. Đó thì nguyên văn em nói như thế em là nạn nhân, em ấy nợ người ta thì em chửi không khác gì người ta nợ tiền em. Không biết các bạn đọc bài đăng của em ấy cảm thấy sao? Chứ tôi là tôi ức lắm rồi đấy. Các bạn cứ nói việc không liên quan đến tôi, sao tôi phải chen vào? Vậy tôi hỏi các bạn bị chửi, bị gọi điện cho bố mẹ, vậy đủ lý do để tôi dí em ấy chưa? Còn vì sao tôi lại lấy chuyện cũ ra à? Nhà gần biển, nên thích mang chuyện cũ ra khơi. Nói vậy chứ em ấy chửi người ta xong, em xóa tài khoản trắng tinh, rồi cùng anh Huy nào đó diễn kịch, nói bán tài khoản có người mua rồi. Em cũng diễn giỏi lắm cơ, tự nhận là người mua tài khoản Ly Chan, giá 570.000, lấy lý do không đổi được tên tài khoản, là do mua tài khoản mà vẫn liên kết với tài khoản Instagram, quay hẳn video màn hình cho uy tín. Thôi thì em đã mất công diễn, thì anh cũng xin diễn với em. Vậy đây có phải hành động tẩy trắng của idol không? Tôi nghĩ là có đấy, em ấy còn vẽ cho chúng ta một vở kịch, là em ấy bán tài khoản rồi, để mọi người không liên lạc được với em ấy. Nếu như tôi tiếp tục nhờ trang The Drama Cosplay Confession để phốt em ấy, mọi người có để ý đến bài phốt không? Hay lại nghĩ là bài phốt tào lao, làm video, lấy hình ảnh, ghép âm thanh, bây giờ mọi người bảo tôi dắt mũi dư luận. Tôi nói thật, nếu đã là phốt, thì phải cần hình ảnh, bằng chứng cụ thể, nếu tôi cứ thả mấy cái video hoạt hình vào, xong cứ thế mà để chị Google đọc văn bản. Vậy có khác gì tôi vu oan giáng họa cho người khác? Tôi cũng mất công sức đi lục lại từng hình ảnh để đưa ra làm bằng chứng chứ. Bằng chứng càng thuyết phục thì người xem mới tin câu chuyện mình đang nói. Vì đây là câu chuyện có thật, người thật, việc thật, nếu không thêm hình ảnh vào. Khác gì Ly Vũ đi mâu thuẫn với toàn cô hồn. Còn một điều nữa, nếu tôi viết một bài phốt dài như sớ cúng, liệu mấy ai đọc được hết? Hay chỉ lướt qua và nói, con Ly Vũ lại bị phốt à? Có gì mới hơn không? Tôi cũng xin lỗi vì đã nhắc đến những người, bây giờ có thể là không chơi, hoặc không muốn liên quan đến Ly Vũ, nhưng mà phải có quá khứ, thì mới có thực tại. Các bạn không thể phủ nhận việc các bạn cũng từng là những người bước qua cuộc đời của Ly Vũ, cũng góp mặt trong câu chuyện đấy. Nếu như các bạn thấy tôi làm content bẩn, thì các bạn có thể chặn tài khoản này, tôi cũng không ép các bạn xem những thứ các bạn nghĩ là rác mạng xã hội. Tôi cũng xin lỗi những người mà tôi lấy hình ảnh chèn vô video khi chưa được sự cho phép, nhưng tôi cũng không dùng những câu từ chỉ trích những bạn ấy, hoặc cả Ly Vũ nữa, tôi cũng đã dùng những từ ngữ, nói giảm, nói tránh, ít, tục tiễu để kể sự việc. Còn về nội dung câu chuyện, tôi nói thật là tôi không thể biết được nhiều về Ly Vũ như thế, tin tức, hình ảnh bằng chứng đều được người khác cấp cho, và tôi chỉ có việc dựng video kể chuyện rồi thêm những hình ảnh, những câu chuyện ấy vào. Tất nhiên là phải giấu thông tin người cung cấp tin, những câu chuyện không có bằng chứng, hình ảnh cụ thể thì tôi không thể làm video được, làm thế chả khác gì tôi đang gạt mọi người.
Và các video cũng là công sức tôi bỏ ra, chứ chả tự nhiên cái video nó được dựng lên để cho các bạn xem, nên khi được các bạn thích, các bạn ủng hộ nói thật bản thân tôi vui lắm chứ. Nhiều bạn nói cũng nhờ video của tôi làm mới biết được con người thật của Ly Vũ. Đối với tôi, như thế là thành công rồi, công sức của tôi không đổ sông đổ bể. Nãy giờ các bạn có để ý là cái video hoạt hình này chạy dài không? Tôi cũng có thể làm video phút như này, nói thật như thế có khi còn nhàn. Nhưng mà làm vậy chả khác gì tôi đang rất mũi dư luận. Thì mấy bạn có tin nội dung video hay vừa kể vừa chèn bằng chứng vô? Ví dụ những bạn này xem video của tôi, xong cảm ơn tôi vì những video tôi đăng, không bạn ấy lại được idol vay 3 lốp. Vậy các bạn xem video đã có tính xác thực chưa? Đó là tầm quan trọng của việc làm video về người khác như này. Tiếp đến là vấn đề sao dí Ly Vũ Hoài vậy? Đơn giản thôi, tôi ghét nó, lý do tôi đã kể rồi đấy. Về vấn đề tôi để Ly Vũ Hoàn Lương không nói gì đến em ấy, thì tất nhiên là tôi có im lặng, xong em ấy có Hoàn Lương đâu, hay diễn trò tẩy trắng. Còn về vấn đề bạo lực mạng, thì Ly Vũ nói xấu hết người này người kia, soi mói chê bai người ta có người còn mất cả tiền, hỏng cả đồ, giờ đồ còn chưa lấy lại được, còn bị Ly Vũ đặt điều cho mất cả danh dự. Đến khi người ta nói lại cho, lại lấy cái văn tự tử, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tôi vẫn sẽ đến viếng hương khói đầy đủ, tiền phúng viếng cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tập này đến đây thôi, ai có ý kiến gì thì cứ bình luận. Tạm biệt cả nhà.